40. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Rất may là đạn không bắn vào chỗ quan trọng, đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Cảm ơn. Lâm Như hiện giờ thế nào? Vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện. Lâm Băng đang túc trực bên cô ấy. Tôi nghe nói Lâm Như gặp chuyện ở biệt thự của Tô Cẩm Dinh. Đúng vậy, chính là ở biệt thự của bà ta. Hơn nữa lúc tôi đến hiện trường còn nhìn thấy xe của Tô Cẩm Dinh. Cậu định thế nào? Khống chế Tô Cẩm Dinh. Nhưng cậu biết hung thủ không phải bà ta mà. Tiểu Tề, cậu không nhìn ra sao? Có người muốn hãm hại Tô Cẩm Dinh. Dĩ nhiên tôi biết. Nhưng chúng ta bây giờ không có manh mối gì khác. Bắt đầu điều tra từ Tô Cẩm Dinh là trình tự bình thường. Nhưng nếu để cục trưởng Mã biết được tài liệu tố cáo Tô Cẩm Dinh bị cục trưởng Mã tự ý nén xuống, chuyện này ông ấy còn chưa giải thích rõ ràng kìa. Bây giờ ở biệt thự của Tô Cẩm Dinh xảy ra án mạng, tôi không tin giờ lúc này mà ông ấy còn dám bao che cho bà ta. Ý tôi muốn nói là chuyện này nên thận trọng. Cục trưởng Mã đang họp ở tỉnh, đợi ông ấy về rồi nói sau. Không còn thời gian nữa. Tôi mặc kệ hung thủ là ai. Bây giờ lấy chuyện này để tạm giam Tô Cẩm Dinh là thời cơ tốt nhất. Không ai giúp được bà ta. Anh còn do dự gì nữa? Nếu lần này xảy ra chuyện, anh không cần gánh thay tôi. Người thì kiểu gì tôi cũng phải bắt. Mà tôi không chỉ bắt, tôi còn phải nợ cũ, nợ mới tính luôn cả thể. Tôi chưa điều tra bà ta ra ngọn ngành thì bà ta đừng hòng đi khỏi đây. Tôi xem cục trưởng Mã có thể làm gì được tôi. Nếu như đến lúc này cục trưởng Mã còn dám bao che bà ta thì ông ấy sẽ phải cởi bộ cảnh phục trên người sớm thôi. Cậu suy nghĩ kỹ rồi chứ? Tôi là cảnh sát, bắt nghi phạm là bổn phận của tôi. Không cần phải nghĩ. Khi nào bắt người? Anh cho tôi lệnh khám xét, tôi sẽ đi bắt người. Về đợi điện thoại của tôi. Tôi sẽ gửi lệnh khám xét cho cậu. Cục trưởng Mã, có chuyện gì vậy? Cục trưởng Mã, các cậu hãy làm việc cho tốt nhé. Bọn họ đem thứ gì từ phòng cục trưởng Mã đi vậy? Hình như là giấy tờ.
Là tôi đây. Chào ngài bí thư. Ngài yên tâm đi. Dừng. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức ổn định cục diện, nỗ lực triển khai công tác. Được. Tôi hiểu. Cậu nói cục trứng mã bị ai đưa đi cơ? Cậu không phát hiện ra à? Đội trưởng Tề. Đội trưởng Tề, cục trứng mã bị người của viện kiểm sát đưa đi rồi. Anh có biết không? Tôi nhìn thấy rồi. Là cục chống tham nhũng phải không? Đã có báo cáo tại hiện trường chưa? Trong biệt thự đó ngoài Lâm Như ra thì vẫn còn có dấu chân của một người đàn ông khác. Xét từ kích cỡ bước chân thì khoảng 30-45 tuổi, đều có khả năng. Hiện trường không để lại bất kỳ dấu vết gì, làm rất sạch sẽ. Di động của Lâm Như từng gọi điện báo cảnh sát, nhưng nội dung cuộc gọi cũng chỉ có giọng nói của một mình Lâm Như. Tôi đã kiểm tra di động của Lâm Như, không có dấu vân tay nào trên đó, bao gồm cả chính Lâm Như. Người đó sau khi hành hung đã tẩu thoát bằng cửa sau. Người của chúng ta đang thu thập thông tin từ hàng xóm xung quanh, nhưng khu vực đó dân cư rất thưa thớt, khó mà có thu hoạch. Đội trưởng Tề, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Tôi đã xin lệnh khám xét rồi. Lệnh ban xuống, chúng ta sẽ lập tức điều tra tôi cẩm dịch. Sao bác sĩ vẫn chưa đến vậy? Đã là lúc nào rồi? Bác sĩ đâu? Bác sĩ Lê không ở đây, sẽ có bác sĩ khác tới thay. Bác sĩ chủ trì vắng mặt à? Anh chờ một chút, sẽ có bác sĩ khác tới ngay. Anh đừng sốt ruột. Lão đới đâu? Sao cậu ta không đến? Em không nói với anh ấy, anh ấy đang đi làm. Đi làm cũng không quan trọng bằng vợ. Để anh bảo cậu ta. Không cần, không cần. Anh đưa điện thoại cho em. Em nhắn tin cho anh ấy. Phó cục đới. Phó cục đới. Vì nhận được điện thoại thông báo trên thành phố, vì lý do sức khỏe, cục trưởng Mã sẽ tạm nghỉ tĩnh dưỡng một thời gian. Sức khỏe không tốt cũng không cần hai viên kiểm sát đi theo chứ. Trên thành phố thông báo rõ hai điểm. Thứ nhất, trong thời gian cục trưởng Mã tĩnh dưỡng, công việc trong cục sẽ do tôi thay thế điều hành. Thứ hai, xét thấy vụ án Kha Thế Lan có ảnh hưởng nghiêm trọng, yêu cầu điều tra nghiêm, cấp tốc truy bắt nghi phạm đang bỏ trốn Kha Thế Lan. Rõ. Tôi nói lại một chút. Về cục trưởng Mã, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ phỏng đoán và bàn luận nào nữa. Hiểu chưa? Hiểu ạ. Làm việc. Phó cục đới. Lệnh khám xét đã ban xuống chưa? Tiểu Tề, bây giờ trên thành phố đã thông báo rõ ràng, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là truy bắt Kha Thế Lan. Cậu cứ làm thêm manh mối của Kha Thế Lan trước đi. Tôi sẽ lập tức lên thành phố, xin chỉ thị trực tiếp của lãnh đạo. Có lệnh khám xét sao? Là Quang Hà. Chị dâu làm sao vậy? Cô ấy nói muốn ăn bánh ú. Không có việc gì, cô ấy sẽ không nhắn tin cho tôi. Vậy anh mau đi xem sao đi, nói không chừng lại có chuyện. Được, tôi lập tức qua đó ngay. Nhưng chuyện lệnh khám xét để tôi lo. Cậu tập trung vào manh mối của Kha Thế Lan, tranh thủ thời gian. Tôi tiên sinh, ban nãy ở biệt thự xảy ra vụ nổ súng, có án mạng không? Người trúng đạn đang được cấp cứu. Ai làm? Người bị thương là ai? Vẫn chưa có chứng cứ xác định hung thủ, nhưng người bị thương là Lâm Như. Lâm Như,
Cô ta ở đó làm gì? Cảnh sát điều tra tại hiện trường không tìm được bất cứ manh mối nghi phạm nào. Lâm Như hiện giờ đang hôn mê, được cấp cứu ở bệnh viện. Và còn, trên thành phố vừa tuyên bố cục trưởng Mã vì lý do dưỡng bệnh nên tất cả công việc hiện tại đều do Đới Dân Tinh tạm thời tiếp quản. Tôi biết rồi. Ban nãy tôi đã nói chuyện điện thoại với Lão Đổng. Lão Đổng gây sức ép lên bọn họ, nhưng không biết chống đỡ được bao lâu. Cậu mau chóng dọn dẹp đồ đạc trong nhà. Cái gì chuyển được thì mau chóng chuyển đi. Đồ đạc trong nhà, theo lời căn dặn của tiên sinh lúc trước, đều đã dọn sạch rồi. Tô tiên sinh, thật sự đến nước này rồi sao? Sự việc đến lúc này, mọi thứ đều có thể xảy ra. Vẫn nên phòng bị thì hơn. Cảnh sát chắc cũng sắp đến rồi. Cậu mau đi đi. Đi ư? Đi đi. Tôi không đi. 30 năm rồi. Chính vì cậu đã theo tôi 30 năm. Đủ rồi. Đi đi. Tôi tiên sinh, đi đi. Chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Để xe vào đây. Đưa Tô Cẩm Dinh về, tiếp nhận điều tra theo trình tự. Vậy còn lệnh khám xét, không chờ nữa. Chờ tiếp thì không tìm được người nữa đâu. Đưa bà ta về. Rõ. Cậu đến để đưa tôi đi sao? Nếu chị thật sự muốn đi thì nên nghe tôi từ sớm. Nói đi là đi, đâu có dễ dàng như vậy. Giả lại, đi đâu kia chứ? Đi đến đâu, các cậu muốn bắt tôi về cũng chỉ cần một câu nói. Nhưng ít nhất thì đi rồi vẫn còn có cơ hội. Bao nhiêu người đã đi, không phải ai cũng bắt về được. Nhưng cuộc sống ở lại là gì chứ?
Chị đã từng nghĩ chưa? Chị không đi, có biết kết cục là gì không? Tiểu Đế, có thể giúp tôi một lần không? Tôi hiểu. Chị đối tốt với tôi, tôi luôn luôn ghi nhớ. Nào, uống cùng tôi một ly. Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa? 6 phút. Các cậu không thể làm như vậy với tôi. Chị Tô, không phải chị nói là được. Có quản được không? Tài khoản của chị ở Úc, họ đã đồng ý bảo lưu cho chị, đủ cho con gái chị sống hết phần đời còn lại. Bọn họ bảo cậu đến ra tay sao? Ai ra tay, kết quả cũng đều như vậy cả. Tôi có còn lựa chọn nào khác không? Có. Chị có thể lựa chọn phương thức là tự mình ra tay hoặc là để tôi. Tiểu Đế, chúng ta quen biết nhau 8 năm rồi đúng không? 9 năm. Đúng, 9 năm. 9 năm chúng ta đã gặp nhau 3 lần. Lần đầu tiên là vừa mới quen. Cậu đến nhà cảm ơn tôi, đã dẹp yên vụ án, uống rượu lái xe gây chuyện cho cậu. Lần thứ hai là tôi dùng mối quan hệ của mình để đưa cậu từ đội trưởng lên phó cục trưởng. Nếu không phải giữa chừng xảy ra sai sót, tòi ra một Mã Minh Đông tới làm cục trưởng, thì cái ghế cục trưởng đã là của cậu rồi. Lần đó cậu đến tận nhà cũng để cảm ơn tôi. Bây giờ tôi vẫn giữ lòng cảm kích.
Lần này cậu đến để lấy mạng tôi. Chị cũng biết, người muốn lấy mạng chị không phải là tôi. Phải. Cảm ơn. Đến giây phút cuối của cuộc đời người, bọn họ phái cậu tới nói chuyện với tôi, để cuối cùng tôi chết vẫn còn chút tôn nghiêm, đúng không? Rất nhanh thôi, không có đau đớn. Chết rồi thì chẳng còn đau khổ gì nữa. Nếu cậu còn để tình tôi tốt với cậu, thì hãy giúp tôi chăm nom Lê Tịnh. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Chị Tô. Alo, Tiểu Tề. Cậu đang ở đâu? Đến nhà tôi cảm dinh. Sắp tới nơi rồi. Tôi qua ngay. Hãy nhớ, đừng để sự ngạo mạn của tôi cảm dinh chọc giận. Xử lý ổn thỏa. Tôi lập tức tới ngay. Tôi hiểu.
Cửa mở. Vào trong. Đội trưởng Tề đã kiểm tra hết lượt, trong nhà không có người nào khác. Phó cục đới. Chuyện gì vậy? Không rõ. Sao anh lại đến đây? Lệnh khám xét vừa ban xuống rồi. Muộn rồi. Chờ đã. Thông báo với đội ở nhà, phái người đến điều tra hiện trường. Các cậu lục soát lại lần nữa, thật kỹ vào. Rõ. Cậu thấy sao? Cậu thấy sao? Nhanh quá. Cái gì nhanh quá? Tô Cẩm Dương chết nhanh quá. Quả thật, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ. Bên phía làm như thế nào? Tôi vẫn chưa hỏi. Bọn họ đang dọn dẹp hiện trường. Tôi đi xem xem. Được. Phó cục đới, đã kiểm tra camera khu vực chưa? Kiểm tra rồi. Tô Cẩm Dinh không cho khu dân cư lắp camera ở đường bà ta ra vào. Bởi vậy, trong nhà bà ta có thiết bị giám sát nào khác không? Chỉ có phòng ăn. Cao Phi đã kiểm tra rồi. Trong vòng 5 giờ trở lại đây đều không có ai ra vào. Những chỗ khác thì sao? Không có dấu vết đột nhập. Những cái khác vẫn đang thu thập. Kiểm tra kỹ càng vào. Dần.
Tôi ra ngoài một lát. Tôi nghe bác sĩ nói Lâm Như không sao rồi đúng không? Đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ không biết khi nào có thể tỉnh lại. Đã điều tra ra ai làm chưa? Chưa có manh mối. Tôi vừa đến nhà Tô Cẩm Dinh nhưng đã chậm một bước. Sao vậy? Bà ta chết rồi. Chết rồi? Sao lại vậy? Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu tiên là em gái cô bị súng bắn. Sau đó cục trưởng Mã bị người của các cô đưa đi. Nhưng phó cục đới lại nói với chúng tôi rằng cục trưởng Mã nghỉ dưỡng bệnh. Sau đó Tô Cẩm Dinh lại chết một cách khó hiểu. Án tình vốn dĩ đang ngày càng sáng tỏ, bây giờ bỗng chốc loạn hết cả lên rồi. Làm bằng, tôi biết, chắc chắn cô biết điều gì đó. Cô có thể nói cho tôi được không? Dù chỉ một chút ít thôi cũng được. Xin lỗi, tôi có kỷ luật. Xem ra tôi đoán không sai. Chí ít cô cũng biết nhiều hơn tôi. Vậy thì thế này, tôi biết cô có kỷ luật, cô không thể nói. Vậy chúng ta đổi phương thức. Cô không nói, tôi nói. Cô chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu để tôi đoán, được không? Cục trưởng Mã và Tô Cẩm Dinh có chuyện, phải không? Cô như thế là thái độ gì vậy hả? Cô lắc đầu hay gật đầu vậy? Trong cục chúng tôi có nội gián, đúng không? Chị gái à, vấn đề này là cô luôn nhắc nhở tôi. Vì sao câu hỏi tôi đặt ra một chút ám thị cô cũng không thể nào cho tôi vậy? Thật sự xin lỗi. Được. Cô đúng là một kiểm sát viên nghiêm túc. Chờ đã. Tôi đi gọi điện thoại. Có thể nói được rồi phải không? Cô mau nói cho tôi biết nội gián là ai. Có phải giữa cục trưởng Mã và Tô Cẩm Dinh? Đi thôi, tôi đưa anh đi gặp một người.
Anh vào đi. Đây rốt cuộc là đâu vậy? Câu hỏi của anh tôi không có quyền trả lời. Tất cả câu trả lời đều nằm trong căn phòng này. Tiểu Tề đến đây à? Tôi nói chuyện. Tôi nói chút chuyện với Tiểu Tề. Ngồi đi. Tiểu Tề, có phải cậu vẫn luôn cho rằng tôi đang bao che cho Tô Cẩm Dinh, không cho cậu lập án không? Phải. Thật ra đối với Tô Cẩm Dinh đã lập án từ lâu rồi. Từ cách đây rất lâu, trên tỉnh đã thành lập đội chuyên án điều tra Tô Cẩm Dinh. Trước khi tôi tới Cục Công an Tân Hải nhậm chức, chính là một trong những thành viên của đội chuyên án. Do vụ án này thời gian kéo dài, dây dưa đến nhiều người, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao cũng bị dính dáng vào, nên điều tra cực kỳ khó. Cho nên vẫn luôn trong trạng thái bảo mật. Còn về việc vì sao không cho cậu tham gia vào, là sợ cậu trong quá trình hành động ảnh hưởng đến tiến triển và nhịp độ của vụ án. Tôi biết mọi người trên dưới trong cục đều có thái độ nghi ngờ đối với tôi, cho rằng tôi làm việc thiên tư, bao che kẻ xấu. Lúc tôi bị viện kiểm sát đưa đi, rất nhiều người còn vỗ tay lộ vẻ vui mừng. Không sai. Quan hệ giữa tôi và Tô Cẩm Dinh quả thật rất tốt. Hai chúng tôi là bạn từ nhỏ, cùng nhau xuống ruộng lên nương. Từ đó đến nay cũng hơn 40 năm rồi. Bà ấy đi đến bước đường ngày hôm nay, trong lòng tôi cũng cảm thấy tồi tệ. Nhưng tôi đã sớm biết bà ấy sẽ có kết cục này, bởi hai người chúng tôi không đi chung một con đường. Thậm chí từ lâu tôi đã nghĩ tương lai người đeo còng vào tay bà ấy sẽ là tôi. Còn vấn đề gì nữa không? Nếu còn nghi ngờ gì đối với tôi, có thể báo cáo với lãnh đạo. Tôi sẽ toàn lực phối hợp điều tra. Bây giờ những điều có thể kể cho cậu chỉ có ngần ấy. Việc điều tra tiếp theo, đội chuyên án vẫn sẽ theo sát. Nhưng Tô Cẩm Dinh giờ đã chết rồi. Đúng vậy. Việc này cũng vượt ngoài dự liệu của chúng tôi. Việc cậu cần làm bây giờ chính là mau chóng bắt Kha Thế Lan về quy án. Những việc khác sẽ do chúng tôi lo liệu. Hãy nhớ, cuộc đối thoại của hai chúng ta ngày hôm nay phải tuyệt đối giữ bí mật với bên ngoài. Dân, Cục trưởng Mã. Tiểu Tề, Tiểu Bằng luôn giữ kín với cậu là đúng. Nói sớm thì tôi đã hiểu sớm rồi. Mau chóng bắt Kha Thế Lan về cho tôi. Rõ.